mùa mưa là thời điểm bệnh hại phát triển mạnh ở cây hồ tiêu. Làm thế nào quản lý tốt bệnh hại để cây phát triển khỏe, đảm bảo năng suất? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 13 tháng 8 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.